Manchester City đã thiết lập kỷ lục chuyển nhượng với việc chi đến 265 triệu đô la Mỹ để đưa về 4 cầu thủ mới bao gồm Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, Jeremy Doku và Matheus Nunes trong kỳ chuyển nhượng hè này. Con số này đã đẩy mức tổng chi tiêu của Manchester City để mua cầu thủ kể từ khi huấn luyện viên Pep Guardiola bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 2008 lên mức 2,12 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong giới huấn luyện viên, theo nền tảng dữ liệu chuyển nhượng Transfermarkt. Tính riêng tại Manchester City, Guardiola đã chi hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ cho 50 cầu thủ kể từ khi nắm quyền vào năm 2016. Danh sách này bao gồm nhiều ngôi sao vượt mốc 50 triệu đô la Mỹ như John Stones, Erling Haaland, Leroy Sané, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kai Walker, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Rodri, Joao Cancelo, Ruben Dier và Jack Grealish. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện thói quen mua sắm tương tự tại Barcelona và Bayern Munich trước đó. Mặc dù chi phí lớn, nhưng Guardiola đã đem lại nhiều thành công cho các đội bóng mà ông dẫn dắt. Điều này đã thể hiện qua 36 danh hiệu mà ông sở hữu trong sự nghiệp huấn luyện viên đỉnh cao, bao gồm cả việc cùng Barcelona đoạt 3 La Liga và 2 Champions League, Bayern đoạt 3 Bundesliga và 2 cấp Đức, cùng Manchester City giành 5 ngoại hạng Anh, 1 Champions League và 1 siêu cúp châu Âu. Trừ Kevin De Bruyne đến Etihad từ hè 2015 và Phil Foden được đào tạo từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ, hầu hết các cầu thủ chủ chốt trong đội hình Manchester City ăn 3 mùa năm 2022 đến năm 2023 đều là những ngôi sao mà Guardiola đã mua về trong vòng 7 năm qua. Với mức chi tiêu này, Guardiola đã vượt mặt Jose Mourinho về khả năng chi tiêu trong sự nghiệp huấn luyện viên.